Hi, Jim giới thiệu mọi người đây là cây chắn gió nhá. Đó, cây chắn gió nó mọc xung quanh đây. Đây là những cái cây quýt. Và đi qua bên này. Qua bên này là những cây ớt này. Đây là một hàng ớt nhá, hàng ớt mọc rất đẹp này. Nhưng mà bị bành hết rồi. Đây là những quả ớt, nhưng mà những quả ớt này bị bành rồi. Đó. Đây, những quả ớt này, những quả ớt này. Đây, những quả ớt. Nhưng quả ớt này thì nó đã bị sâu ăn này. Sâu ăn rất nhiều. Đó. Đó. Và đi qua đây là một cái luống đậu bắp. Có những con gì đây? Chả biết đây là những cái con động vật gì nữa. Nhưng mà đây là những cái cây đậu bắp này. Đậu bắp này sáng với bông hoa này. Đó, nó chuẩn bị bông hoa đấy. Đó, đây là những bông hoa đậu bắp nè. Hoa đậu bắp nó màu vàng vàng. Đây. Có rất nhiều bông hoa đậu bắp. Đây. Rất đẹp đúng không? Đó. Bông hoa đậu bắp rất đẹp. Đó. Đây là những cái quả đậu bắp này. Đây. Đây là những sau khi nở những bông hoa rồi thì có rất nhiều quả. Đây, những cái quả đậu bắp đây. Đó. Mình không biết đằng sau nó mờ vậy ta. Đó. Những cái quả đậu bắp đó. Đây, những quả đậu bắp đây. Đây là những quả đậu bắp nó đang lớn dần nhé. Chuẩn bị được thu hoạch được rồi. Và khó ăn, những cái loài này thì khó ăn lắm. Đây là những cái bông hoa. Đó. Bông hoa màu vàng vàng. Ở bên trong thì có nhì màu đỏ và màu. Đây, bông hoa. Bông hoa này 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có 6 cánh luôn. Bông hoa đậu bắp này có 6 cánh nhá. Đó.